Nếu bạn là người thường xuyên theo dõi các tin tức thời sự nóng hổi thì ắt hẳn các bạn sẽ không còn quá lạ lẫm với cái tên Trương Mỹ Lan. Đại án tham mô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan cùng với công ty Vạn Thịnh Phát đã tạo ra làn sóng phẫn nộ cho nhiều người vào đầu năm nay. Vào tháng 4 năm 2024, sau nhiều lần xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Vào thời điểm đó, hội đồng xét xử xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã có hành vi chiếm đoạt của SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả nên chỉ còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng. Tòa nhận định, thực chất bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ của SCB, có quyền điều hành cao nhất tại SCB. Bị cáo Lan không chỉ chi phối về tài chính mà còn chi phối cả nhân sự của SCB. Dù không quản lý điều hành trực tiếp, nhưng bị cáo Lan có vai trò cao nhất, có quyền quyết định toàn bộ tại SCB. Từ đó, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lập hồ sơ vay khống, nâng giá tài sản, đưa vào SCB những tài sản không đủ pháp lý, rút tài sản có giá trị lớn ra và đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn để rút tiền SCB. Về thiệt hại của vụ đại án này, từ năm 2012 đến 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, trong đó có gần 484.000 tỷ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỷ tiền lãi nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Về tội tham mô tài sản, Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong suốt 10 năm được chia thành hai giai đoạn, cụ thể như sau. Với hành vi phạm tội xảy ra trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, xử lý theo điều khoản tương ứng là điều 179 vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Còn hành vi của bị cáo Lan xảy ra từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ xử lý theo bộ luật hình sự mới tương ứng với tội tham mô tài sản. Cách đây không lâu, vào đầu tháng 9 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan, nguyên chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử. Tòa án sẽ xét xử vụ án này trong bối cảnh sẽ vắng mặt 35.824 bị hại. Do đó, tòa án đề nghị các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo dõi thông tin về ngày giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, đương sự, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ. Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót, thì các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan làm đơn yêu cầu điều chỉnh, kèm theo tài liệu chứng minh gửi đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn gửi đơn đến ngày 18 tháng 9 năm 2024. Và vào sáng ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án của bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử. Ở giai đoạn 2 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD. Để thực hiện được loạt hành vi phạm tội trên, bà chủ Vạn Thịnh Phát nhận được sự giúp đỡ của nhiều người thân. Theo đó, các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thì và Bùi Anh Dũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Các bị cáo Trương Huệ Vân, Hồ Biểu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Quốc Hapman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Trì, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Chu Lập Cơ, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố vì tội rửa tiền. Ngoài ra, bị cáo Tô Thị Anh Đào bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, công ty của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và các cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại ngân hàng SCB, công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt TVSI. Qua đó, bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Cũng theo bản cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến 2020, bà Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo của ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Centra phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng số lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp tham gia. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Chu Lập Cơ là chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Quảng trường Thời đại Việt Nam Times Square, đồng thời là chồng của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc cùng bà Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức hóa và sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng do bà Lan phạm tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chồng bà Trương Mỹ Lan đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Trong quá trình sinh sống, lưu trú đi lại tại Việt Nam và đi ra nước ngoài, giai đoạn 2018 đến 2022, bị cáo Chu Lập Cơ đã chi tiêu 225 tỷ đồng. Ông Chu Lập Cơ còn sử dụng 33 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ tín dụng. Số tiền này cũng có nguồn gốc từ phạm tội mà có. Chồng bà Lan bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu, hợp thức và sử dụng số tiền 33 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, ông Cơ đã thừa nhận hành vi phạm tội và đã nộp lại 19 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát được xét xử trước đó vào tháng 4 năm 2024, ông Cơ bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sau đó, ông Cơ đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Vụ án đang được Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Cũng theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trương Huệ Vân, cháu bà Lan đã bị cáo buộc giúp cô ruột phát hành 2 mã trái phiếu của công ty An Đông và cũng là đồng phạm với bà Lan trong việc chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỷ đồng. Bị cáo Vân khai mình làm việc trên do tin tưởng bà Lan không được hưởng lợi và đã nộp lại 1 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Trương Huệ Vân bị hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về tội tham mô tài sản. Sau phiên tòa, bị cáo Vân có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, bị cáo Ngô Thanh Nhã, em dâu bà Lan, được bà Lan giao cho nhiệm vụ làm tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chủ tịch công ty An Đông. Bà Nhã đã thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan trực tiếp ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông. Từ đó tạo lập 2 mã trái phiếu để phát hành vào năm 2018. Bà Nhã bị cáo buộc giúp sức cho chủ tịch Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu, chiếm đoạt gần 25.000 tỷ đồng. Qua đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã thu về tổng số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu, chiếm đoạt số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng của 35.824 bị hại. Đối với hành vi rửa tiền, bà Lan cùng các đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham mô tài sản và phát hành trái phiếu. Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD, dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 19 tháng 10. Hiện vụ án này đang được xét xử giai đoạn 2, dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng. Và theo như dự kiến của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì đến ngày 19 tháng 10 năm 2024, tòa sẽ đưa ra bản án thích đáng dành cho các bị cáo.